nhân tiện ở đây tôi mới nói sang bất động sản. Chứng khoán là tớ chịu. Ông Dương có khuyên không khuyên tớ cũng chịu. Tớ là tớ làm bất động sản. Thế anh nghĩ là cái anh chơi chứng khoán họ ngu, còn anh đẩy sang bất động sản là anh khôn ngoan hơn à? Anh nhầm to. Bất động sản với chứng khoán, ông nào viết luận văn cũng thế, ngân hàng là rủi ro cao cao hơn, ông kia bất động sản rủi ro cao, đừng nói vậy. Ở đâu cũng thế thôi. Cho nên ở đâu cũng cần có nghề. Thế thì cái ông bất động sản thì đồng đội của tôi lại cũng thế, ít nhất động cơ hành động của tôi thế này, tệ tương đương với ai chứng khoán. Thì bây giờ cứ mua đất thì xong rồi cầm tiền chạy chính quyền hợp thức hóa xong, mua một đồng xong là quất rẻ là 20 đồng, tỷ suất lợi nhuận tính theo lần, bây giờ không chạy được thì bán giấy này đi, kinh ngã nghi ngủ. Thành thử là sang bất động sản lại bắt đầu chết là chuyện tại sao. Một, bất động sản với động sản hai thị trường này khác nhau chỗ nào? Tỏ vẻ biết đó. Thì bất động sản với tài sản cố định khác nhau chỗ nào? Tôi chơi chữ à? Không hề. Hai cái mà quan niệm nhầm là thua ngay, bởi vì nó được điều chỉnh bằng hai cái hệ thống luật khác nhau. Bây giờ bất động sản với đặc điểm của nó, đâu có mua cây tăm, đâu có xí xí làm lại 6 tiêu chí vàng dính một tiêu chí là được. Nói thế nào thì nói được có tí kiến thức này, bán được lô đất lãi xong tưởng mình là nhà kinh doanh, lều cũng đáng. Cho nên là đây thì để chống lại những cái mà sai lầm, sai nặng lắm rồi, khủng khiếp luôn. Mà tôi nói xong thì bắt đầu bảo là chém, ném tôi là chém gió. Tôi nói cho phạm vi đồng đội tôi là thành ra những cái sai đó được bịt bởi ba cái bài của chứng khoán. Và bây giờ ở bất động sản thì tôi bị ba cái bài tương đương vào cái khe hở. Mà khi tôi nghĩ lấp được cái khe đó thì có những khe nhỏ thì mọi người tự hành động và tự lấp. Thì cái khe số 1 là phải hiểu thị trường bất động sản của mình có không. Mở mồm rất là sàn. Ủa? Sàn là cái gì? Sàn là cái nơi mà đứng ra cái tổ chức mua bán đó. Xong bắt đầu em là giám đốc sàn, sợ thất gì? Sàn là cái gì? Bất động sản là cái gì? Anh không hiểu cái đó xong anh lên đây anh hù dọa, sợ thật. Cho nên là thị trường bất động sản, sau đó phân tích được thị trường bất động sản nó nhịn chịu những tác nhân nào. Mở mồm ra là cung với cầu, 2020 thì xu hướng như sau, có tác động sao thích, nó không phải thế. Nội cái biến tâm lý không có không kẻ nào nó khoác, mà thị trường nào cũng dịch. Đằng này mồm cứ đeo đeo, Việt Nam là bị cái hội chứng đám đông. Cái kinh khủng nhất của thị trường Mỹ, thị trường châu Âu vẫn là hội chứng đám đông. Nhìn Corona, Úc, Ý, Pháp, siêu thị còn miếng mì tôm ở đâu? Mà cứ đi dày mò người Việt Nam, chẳng hiểu cái gì cả. Vậy tác nhân nào là ảnh hưởng đến thị trường bất động sản? Thì người ta gọi là phân tích thị trường bất động sản trên nền tảng 11 cái phân khúc. Đằng này anh cho tôi biết thị trường bất động sản là gì, hàng hóa của nó là gì, có bao nhiêu hàng, bao nhiêu phân khúc, và nó chịu sự chi phối của luật nào, cung cầu của nó. Không nói chung chung thì lúc anh mình dùng nhận là em kinh doanh bất động sản chứ. Ở cái bài 2 tôi muốn lấp cái khe hở mà tôi thấy nếu họ lấp được thì tôi giúp được đồng đội của tôi với thị trường rất là nhiều. Đó là phân tích một cái bất động sản cụ thể, kia là phân tích thị trường. Còn bây giờ tôi nhắm này, ở trong chứng khoán là tôi đưa tiền cho anh nào, thì ở đây là tôi mua cái miếng đất nào, cái chung cư nào trong cái phân khúc mà tôi đã chọn. Thì bài 2 đó là phân tích cái hàng bất động sản.
Thằng này suốt ngày chỉ được có mỗi câu mặt tiền thoáng mát nở hậu. Xong ông nào mà thích cái gì thì dí cái đó. Bây giờ tôi hỏi chị này, thanh khoản ưu tiên trước hay là hạ tầng trước, địa điểm trước hay pháp lý trước? Nếu pháp lý trước thì tiện lợi đúng số mấy? Nói lung tung phèn, đâu phải 6, bây giờ nó lên 11 tiêu chí. Mà một cái hạng bất động sản là tôi mua miếng đất này thì nó phải có trật tự ưu tiên và phải đủ tiêu chí. Đấy, thế bây giờ pháp lý thì đủ nhưng lại thiếu 1.300 tỷ vừa ói ra mua của anh ngân hàng, anh ấy giải chấp vào cái đơn kiện dính đủ hết pháp lý mà lại dính tai nạn một tí chẳng hạn. Thế thế thì ở đây cái bài 2 là phân tích cái miếng đất này, và từ cái phân tích đó thì nó ra cái giá. Chứ ai đi mua mua giá rẻ bán giá đất, thị trường nó không cho phép thế đâu, ngoài cái anh buôn lậu thì nếu đúng sàn là nó quá đúng giá mà, ví dụ thế. Thế thì cái giá mua này nó có bao nhiêu giá để hình thành, bao nhiêu cách, và cái cách nào thì cách, giá nào thì mình xuống tiền và giá nào thì mình hỏi ra mình bảo. Thì nó gọi là bài 2 là cái bài phân tích một cái hàng bất động sản, chứ mình phân tích thị trường. Bài 1 bây giờ thị trường, và thứ hai định giá thị trường, và cái thứ ba là tôi bị cái áp lực. Thế thì bây giờ hai người bán cho nhau thì cái số hiện nay là môi giới chứng khoán rất nhiều. Người ta không đi mua nhà, người ta không đầu tư để kinh doanh thứ cấp, mà người ta chỉ làm môi giới thôi. Đấy. Chưa kể luật từ 2020 của nhà nước, anh môi giới anh cũng có chứng chỉ, ai cho anh làm môi giới. Cho nên là cái bài 3 là nói về cái môi giới bất động sản. Tôi anh môi bài là môi hành. Môi giới chứ không phải cỏ. Tuyệt đối phải hiểu như vậy. Một nghề cao quý lắm. Thằng này để cho người ta hiểu môi giới là cái anh làm cỏ, mỏ dài thế này, xong đi xúc bắt từng con tép thế này lừa đảo. Cái quan niệm mình phải loại ngay. Và để có được một chứng chỉ môi giới, người ta phải có 7 cái chứng chỉ con thế này. Chứ đâu có phải là dùng cái dẻo mỏ nói khái niệm môi giới đâu, phải thế. Đây anh này mua, anh này bán, anh đứng đây. Thế bây giờ cái sàn của anh chỉ có một chức năng là chức năng môi giới, thì đây là sàn môi giới chứ đâu phải sàn bất động sản. Chẳng hạn thế. Nhưng mà nó được cấu tạo bởi nhân viên môi giới một cái nghề hay lắm, bền vững lắm. Thế nhưng mà này biến thành anh cò thì không chấp nhận. Thế là cò bệnh viện Từ Dũng, cò Chợ Rời. Còn thị trường bất động sản này mà đi tồn tại với tư cách cò thì đừng để tôi nói tên. Tu sạch không bền được. Đấy thì cái này là riêng cái anh thị trường này thì nó lại có thêm một cái bài. Một cái số lượng người học rất mênh mông, người ta cứ ép tôi. Không, em không có đi mua bất động sản để em bán. Thứ hai là em không có nhu cầu đi mua nhà. Thứ ba em cũng chẳng bán nhà. Cho nên thị trường bất động sản thấy rằng em chẳng cần quan tâm. Thế rồi là phân tích và định giá em chẳng quan tâm. Nếu có dạy thì dạy cả hỗ trợ. Và nhiệm vụ của em là nghiệp vụ đi làm môi giới cho hai bên. Thì những kiến thức ấy nó cần, nhưng nó nằm vào trong phần chính yếu là làm sao giải quyết này. Cả phần giao tiếp, cả năng lực thuyết phục, cả hiểu biết thị trường, cả hiểu biết về giá. Đấy, thậm chí đến từng phong thủy cũng biết cái làm môi giới được. Đấy, cho nên là thị trường chứng khoán là có 3 cái bài, mỗi bài một ngày để lấp vào cái khe hở trên cái nền tảng. Tôi rất bức xúc. Thì tôi đóng vai trò là một tiếng nói trong nhiều tiếng nói của những anh em bạn bè, mà tiếng nói ấy có thể phải suy nghĩ, chứ không phải là ngồi trong hung hăng ở trên quán nước nói như thánh. Và bất động sản là 3 bài với 3 cái khe hở dùng cho 2 cái đối tượng. Thế đấy.
một đối tượng là kinh doanh bất động sản, một đối tượng là môi giới cho kinh doanh bất động sản. Đấy, và đây cái phần này thì là trên cái áp lực của tổng cầu, với hai là dựa trên cái bức xúc, nói hoài tôi vẫn muốn nói ở đây toàn bộ chương trình là như vậy. Trường Doanh Nhân PR.